tựa game Roblox trở thành siêu phẩm vì bị... Ok, và đó chính là tựa game. À mà khoan, trước khi mình nói cho các bạn biết đó là những tựa game gì, thì các bạn đừng quên tặng cho mình một like và đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta let's go. Đã có một bạn fan comment với mình rằng là: anh làm về Aero Code 1001 đi, em cho anh một vài thông tin về Aero 1001. Aero 1001 có thật và Aero 1001 cũng có hàng giả. Cách phân biệt fake và real: real thì Roblox sẽ nói là đã có một người đã tìm thấy bạn và hãy chạy ngay lập tức đi, hoặc là hãy gọi giúp đỡ. Còn fake thì Roblox sẽ nói đùa, nên Aero 1001 có thật. Ok, một cái comment này nó khá hay và nó dẫn mình đến một cái tựa game, và cũng chính là tựa game đầu tiên trong video này, Star Survey. Đây là một tựa game có thể nói là kinh dị, nhưng mà nó theo xu hướng đó là các bạn làm rất là ít thứ. Chẳng hạn như trong tựa game này đó là các bạn sẽ làm bài khảo sát. Mình cũng không chơi tựa game này nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ liên quan tới bài khảo sát nha. Và nó có liên quan gì tới cái code Aero 1001 này, và Aero code 1001 này là gì? Thì nói nôm na đơn giản, nó là một cái code mà khi các bạn chơi game nó sẽ xuất hiện, là một cái lỗi các bạn, giống như lỗi các bạn ID 17 này thì các bạn không chơi game được. Thì cái lỗi này nó cũng giống vậy, thay vì là lỗi các bạn không thể chơi game thì Aero code 1001 nó sẽ thông báo cho các bạn biết là đã có một người đang tìm bạn và bạn hãy chạy đi, hoặc là hãy gọi giúp đỡ. Đây thì bởi vậy có cái lỗi như vậy nên Roblox đã cũng bị chửi khá khá các bạn. Kiểu như bạn này nói, một cái lỗi nguy hiểm đến như vậy mà Roblox không có quan tâm gì đến người chơi Roblox thì vô trách nhiệm như vậy sao? Tại sao họ không thông báo, không feed, không nói cho người chơi là hãy bình tĩnh hay gì gì đó mà họ cứ để im như vậy, khiến khá khá người bức xúc nha các bạn. Nhưng mà không phải, mình sẽ xin trả lời cái câu hỏi này cùng với lại bạn fan này với lại những bạn xem video này luôn. Đó là code Aero 1001 đúng là nó có thật, nhưng mà nó không phải của Roblox các bạn, mà nó là của tựa game Start Survey nha các bạn. Ok, nó đã liên kết với nhau rồi đúng không? Đây là một cái lỗi chỉ xuất hiện khi các bạn chơi tựa game Start Survey, và nó là một phần cho cái tựa game này, khiến cho tựa game nó càng thú vị hơn. Nó không phải hoàn toàn là lỗi của Roblox các bạn, nên là Roblox đâu có động thái gì đâu các bạn, nên là các bạn có chửi thì các bạn đã chửi sai người. Mà cũng vì cái lỗi này mà khiến cho nhiều người tìm hiểu và họ kiểu đưa ra những giả thuyết về cái lỗi này, nhưng mà thực chất là mọi cái kết luận của họ đều dẫn đến tựa game này, khiến cho tựa game này nó càng ngày càng nổi nha các bạn. Tất nhiên là tựa game này nổi bằng thực lực, nhưng mà nhờ cái lỗi kiểu họ chửi Roblox. Nhưng mà thực chất thì Roblox bị nói này nói nọ chỉ để giúp cho con game này nó nổi tiếng hơn thôi. Và các bạn cũng đã chửi sai người khi Roblox không có gì hết trong cái sự việc này, mà chính là cái tựa game này nó tự tạo ra cái đó để cho các bạn thấy thích thú hơn thôi. Ok, nên kết luận là tựa game này một phần là Roblox bị chửi thì nó cũng có lợi, và cũng như là lỗi này không có thật nha, nó chỉ có thật trong tựa game Start Survey thôi, và đó chính là tựa game đầu tiên. Ok, tựa game tiếp theo có tên là Welcome to Blockbird. Đây là tựa game thứ hai. Lý do tựa game này bị chửi không phải vì nó quá hay các bạn, không phải, nói chung là tựa game này không có cái gì để chê các bạn, nhưng mà chỉ có cái chê duy nhất ở ngày xưa, đó chính là việc nó không cho các bạn chơi được nhiều. Ngày xưa thì cái việc các bạn có RB ấy nó khá là khó, nên là việc mà các bạn phải bỏ ra RB để các bạn chơi game này nó cực kỳ ghét luôn. Và ngày xưa tựa game này nó cũng hot các bạn, nó hot giống như là Lockwood thời nay, thì các bạn có thể hiểu rằng là tựa game này nó được mong chờ đến mức nào nha các bạn. Phải nói là nó rất hay, rất nhiều người muốn chơi. Tuy nhiên thì các bạn không có thể chơi nó mà không thể mất RB, nên thành ra là tựa game này nó bị chửi các bạn. Tại vì tại sao mà lại bỏ RB ra? Lúc đó hay là ngay cả bây giờ luôn các bạn, rất ít tựa game nào mà nó yêu cầu các bạn phải có RB nha. Không, rất ít tựa game như vậy. Và tựa game này nó ngày xưa nó đã thế rồi, nên là nó đã bị chửi kiểu là người ta không hài lòng mấy các bạn, nên là người ta không thể chơi. Thì càng như vậy thì tựa game này nó sẽ càng nổi thôi các bạn, kiểu nó sẽ nổi theo cách là nhiều người chỉ trích thì người ta càng tìm hiểu đó là tựa game gì và tại sao nó lại bắt các bạn phải có RB thì mới có thể chơi được, thì người ta sẽ biết tựa game này nó hay đến mức nào. Tại vì game này nó làm rất là kỹ, các bạn làm rất là hay luôn, nên là nó cần phải có RB thì chơi cũng là bình thường. Nhưng mà dạo gần đây tựa game này nó đã đổi rồi các bạn ơi, nó không còn là có RB nữa mà nó sẽ cho các bạn chơi bình thường thôi, các bạn sẽ không mất gì nha. Nên thành ra là tựa game này nó được đón nhận rất là nhiều. Ngày xưa tựa game này nó có RB đấy các bạn, thì nó cũng chỉ khoảng 30k, 50k người chơi thôi, và có khi thời đỉnh cao của nó có thể lên tới 100k luôn các bạn. Nhưng mà cái thời đó đã qua lâu rồi, bây giờ thì các bạn có thể thấy là nó đã có thể cho các bạn chơi bình thường mà các bạn không cần chi gì cả, nên là có nhiều người chơi lắm luôn á các bạn. Có khi bây giờ nó đã đạt con số là 125k người chơi cùng lúc. Wow, một con số phải nói là rất kinh khủng nha các bạn. Đối với một tựa game ngày xưa mà nó chi RB nhiều người không thể chơi được, thì bây giờ người ta đã có thể chơi được nó nha. Và các bạn có thể
thấy chỉ cần bỏ cái RB đi là nhiều người người ta tuôn vô người ta chơi rất là nhiều nha. Bởi vậy tựa game này càng được ưa thích các bạn ơi. Ủa, rồi sao mình trên đây rồi các bạn? Ok, đó chính là tựa game Welcome to Lovebird. Bây giờ thì ngày xưa nó bị nói này nói nọ nhưng mà bây giờ thì nó đã được khá người chơi nha. Khá ok các bạn, tựa game này nó vẫn khá hay nha. Có thể nói nó cũng thuộc dạng Miss City hay là Drop Me các kiểu ấy các bạn. Nhưng mà tựa game này mình thấy nó thật hơn. Nói chung tựa game này sẽ liên quan tới đời sống của các bạn ấy. Các bạn sinh hoạt hàng ngày nè, các bạn đi làm nè, các bạn mua nhà, các bạn xây nhà, các bạn mua xe. Thì đầy đủ các thứ trong đây các bạn muốn làm gì cũng được. Nó giống như cuộc sống đời thường ấy. Tựa game này vẫn làm khá hay nha các bạn, rất là chuẩn chỉ. Rất ít gặp lỗi các kiểu gì đó nên là tựa game này hay cũng đương nhiên đó các bạn. Có điều là do nó không phải thuộc tới loại chiến đấu hợp thời anime nên là nó chưa bùng nổ rồi các bạn. Nhưng mà các bạn thấy là dù không phải anime, không phải chiến đấu nhưng nó vẫn rất nhiều người chơi nha. Ấy, nó mà thuộc tới loại chiến đấu mà làm hay như vậy thì mình nghĩ nó còn kinh khủng hơn vậy nha. Tower of Hell, đây là một tựa game được thể là bắt cua và mình phải bắt ra cái chỗ home, cái trang chủ của cái game này. Tại vì sao? Các bạn thấy cái phần trăm người chơi thích không? Nó chỉ khoảng 74% thôi các bạn. Cùng lắm mình thấy là nó cũng phải cỡ trên 80% là thấp đó nha các bạn. Tức là cái tỷ lệ giữa thích và không thích đấy, nó chênh lệch với nhau như vậy. Tựa game này thật ra là 74% không phải là thấp nhất các bạn. Nhưng mà đối với một tựa game mà có 23,3 tỷ người đã từng chơi hay là chơi lại nhiều lần ấy các bạn, thì cái con số này rất là tệ nha các bạn. Và tại vì sao nó lại bị đánh giá tệ đến mức này, hoặc là có thể nói là nó bị ghét ấy các bạn, thì chúng ta cùng let's go nha. Đây là một tựa game thuộc tới là bắt cua nhưng các bạn không có checkpoint. Mà không có checkpoint để đành nó còn rất khó nha các bạn. Và vì sao tựa game này nó được lọt trong top những tựa game bị chửi nhưng nó đã trở thành siêu phẩm? Tại vì nó cực kỳ khó luôn các bạn. Nó quá khó để cho những bạn nào mới chơi bắt cua có thể chơi. Và cũng như nó không có checkpoint nên càng khiến cho cái việc mà các bạn đi lại nó càng khó hơn. Nên là nhiều người đã lan truyền với nhau rằng kiểu như đây là một tựa game bắt cua khó nhất thế giới. Và người ta thấy thế người ta chơi thử thôi các bạn. Và chơi thử thì thấy khó quá nên thành ra là người ta sẽ dislike game. Nên các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ mà người ta thích cái con game này nó khá là chênh lệch. Ok, nó kiểu giống vậy thôi các bạn. Kiểu người khác chơi thì nó kiểu nó bị chửi vì quá khó. Rồi những người khác người ta vô chơi, người ta cũng muốn thử thách mình thì làm sao mà nó lại khó như vậy. Nên người ta cũng thử. Mà thử cái là người ta cũng chơi dở, nên người ta cay quá người ta cũng dislike game. Rồi càng nhiều người biết hơn thôi các bạn. Đây giống như là một tựa game bắt cua thể loại siêu khó đấy các bạn. Nhưng mà nó khó cực luôn nha. Ok, các bạn có thể thấy rất là nhiều tầng nha. Có nhiều bạn rất là chơi giỏi nha các bạn, nhưng mà các bạn rớt một cái là các bạn đi lại từ đầu. Và cái game này nó có phút, nếu các bạn không đạt đủ phút thì thôi các bạn reset map và các bạn chơi lại thôi. Ok, đây là một tựa game bắt cua cực kỳ rồi mới vô mình thua luôn rồi các bạn. Nói chung là vậy nha, càng nhiều người ghét thì người ta càng kiểu đăng bài bảo tựa game này khó quá, làm lại đi. Nhưng mà cùng lúc đó thì nhiều người cũng tìm tựa game này vì người ta thấy nếu mà tựa game này khó như vậy thì mình thử chơi xem coi như thế nào. Thế là nhiều người ghét nhưng cũng nhiều người đến với tựa game này. Ok, bây giờ mình sẽ cố thử bắt cua nha các bạn. Tựa game này mình nói thật với các bạn là mình chơi nó từ ngày xưa đến giờ rồi nhưng mà mình vẫn chưa có thể phá đảo nó nha. Mình bắt cua rất là dở các bạn. Ok, ôi chưa gì hết các bạn ơi, mình cứ đứng mãi chỗ này hoài khó chịu cực kỳ. À mà tựa game này các bạn hình như là mình nhớ là có một vài map các bạn có thể nhảy đây nè đó, xong các bạn nhảy tuốt lên kia luôn nha. Nhưng mà không phải map này, nhiều người chơi nhiều lần thì các bạn sẽ biết thôi. Đây nè các bạn, cái này có cái tầng có một bạn đang lên cao rất cao. Bạn nào là thuộc dạng pro player muốn thử thách các bạn bắt cua ấy thì các bạn chơi tựa game này nữa nha. Nhưng mà chơi xong các bạn đừng chửi game nha các bạn. Game không có tội, chỉ do là kỹ năng của chúng ta quá kém thôi các bạn. Mà các bạn càng chửi thì tựa game này càng nhiều người biết thôi, tại vì người ta sẽ tìm hiểu nó. Ôi rồi cái này à đây. Ôi da, ôi da, ui rồi xong rồi nè các bạn, mình đi lại từ đầu luôn này. Ấy không có chiếc bò bây giờ mới tức các bạn. Thanh niên kia đạt đến level cao nhất sao không di chuyển đi. Thôi mình sẽ cố gắng thêm một lần nữa coi nha các bạn. Ấy lên, tựa game này phải kết hợp với ship lock các bạn. Đây ấy rồi thôi khỏi luôn đi. Nói chung này là một tựa game siêu khó nha các bạn. Và vì khó nên nhiều người chửi. Mà nhiều người chửi thì càng nhiều người biết đến vì sao tựa game này lại bị chửi và người ta càng chơi nha các bạn. Và cũng như nó được mang một cái mác gọi là tựa game khó nhất trên vlog về bắt cua. Ok, và trên đó là những tựa game đã trở thành siêu phẩm nhờ bị. Mà các bạn còn biết tựa game nào khác không thì các bạn nhớ để lại một comment và một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh đúng rồi luôn nha các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.